lái xe thoát thân thần kỳ trước nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự ở Đắk Lắk. Ông Đoàn Đức Dũng, sinh năm 1967, ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và phụ xe của ông đã thoát nạn kỳ diệu sau hai lần đối mặt với nhóm người có vũ trang gây mất an ninh trật tự đặc biệt nghiêm trọng vừa qua tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Ông Đoàn Đức Dũng kể, lúc đó khoảng 1 giờ 15 phút đêm, ông chở cà phê bằng xe tải xuống tới đầu xã Ea Cơ Tua thì xuất hiện một đám người kéo đi hết trên đường nên ông không thể né được. Ông thắng xe lại, nghĩ là cán bộ dân quân đang đi tập. Nhóm người này có tia laser rọi đầy trên kính xe của ông. Khi ông bật đèn pha lên thì thấy nhóm người này có cả vũ trang. Họ ra chặn xe của ông Dũng lại. Lúc này ông Dũng biết có chuyện chẳng lành nhưng nghĩ đây chỉ là nhóm cướp. Ông liền rút tiền trong ví ra hết, giấu vào ghế xe tài xế, chỉ để lại một số tiền khoảng gần 3 triệu đồng. Vừa dừng xe lại, chưa tắt đèn thì ông Dũng nghe tiếng nói nhưng không hiểu gì. Một người trong nhóm này chạy tới, yêu cầu ông Dũng tắt đèn, tắt máy, nói bằng tiếng Kinh. Sau đó nhóm người trên yêu cầu ông bước xuống xe nhưng ông Dũng không xuống. Một đối tượng đã chĩa vào xe ông nên ông cũng không dám mở cửa. Cùng lúc ông Dũng bảo phụ xe gài khóa chốt cửa rồi cúi đầu xuống. Chúng bắn bể kính nên anh phải cúi xuống, núp vào dưới vô lăng. Khi chúng bắn tiếp vô xe, anh nghĩ là mình cũng sắp đi rồi nhưng may mắn là thoát nạn. Vì xe 15 tấn rất cao, nó đứng ở dưới, anh ngồi ở trên, khum người xuống nó không thể nhìn thấy anh. Khi anh nằm gục xuống, nó bắn xéo vô và nghĩ là anh không qua khỏi. Anh nhìn thấy nó rọi đèn pin đông đen, bịt mặt, bịt đầu hết, có hai con mắt thôi. Ông Dũng kể, chúng bắn xong, tưởng tài xế đã không qua khỏi nên bỏ đi hết. Khoảng 3 phút sau khi đi khuất, tài xế nổ máy, bật đèn chạy. Ông Dũng chạy được một đoạn thì gặp một tốp khác chặn xe lại, có hai xe công nông chắn giữa đường, xe của ông không thể nào đi qua lại được. Chúng bảo anh và phụ xe bước xuống xong, nó đánh thằng phụ xe. Nghe hai bên kia nói, thằng phụ quỳ, giơ hai tay lên, bảo ôm cái đầu lại. Nó nói anh, bắt chạy cái xe tới, lụi lại, chặn ngang đường cái không cho xe vô gia chi hết. Ông Dũng kể lại. Khi anh bước xuống xe, chúng lấy dao ra đâm hết tất cả các lốp. Nó bảo anh xích lại các cửa xe, sát chỗ đó, rồi bước lại 2-3 bước sát nó. Anh bước ra khoảng nửa bước, nó bảo anh xích vô. Anh nghĩ thôi rồi, lần này nó đâm rồi, không chạy đi đâu được. Ông Dũng cho biết. Cùng lúc có 3 chiếc xe du lịch chạy cách đó khoảng 300-400 mét. Ông Dũng nghe nhóm người nói, xe vô kia kìa, anh em, ra tay hết đi. Theo ông Dũng, lúc này hai bên vườn cà phê chúng tuôn ra rất đông, còn cách những chiếc xe ô tô trên 200-300 mét thì chúng bắn liền. Đối tượng đứng canh ông Dũng cũng bỏ đi theo nhóm nên ông Dũng mới chạy được vào đám cà phê để lẩn trốn. Xe bị đốt cháy, cái mạng mình còn sống là mừng, phước trời nó lớn. Lúc đó anh nghĩ là mình cũng chẳng qua khỏi chứ không còn nghĩ là sống nữa. Khi có 3 chiếc xe du lịch kia chạy tới, chúng nhào ra chặn, tụi anh mới trốn được chứ không là cũng xong, ông Dũng kể. Rạng sáng 11 tháng 6 vừa qua trên địa bàn huyện Chư Quynh, Đắk Lắk xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tua. Hậu quả khiến 9 người không qua khỏi, trong đó có cán bộ cảnh sát công an, cán bộ xã và người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng này, giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin. Nhóm tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk từng đột nhập doanh trại lữ đoàn đặc công nhưng không thành. Quá trình điều tra cho thấy, trước khi tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk, nhóm nghi phạm từng đột nhập doanh trại lữ đoàn đặc công 198 với mục tiêu cướp vũ trang nhưng không thành công. Đã bắt hơn 50 người tham gia tấn công hai trụ sở ủy ban xã. Sau 6 ngày truy bắt quyết liệt, tới ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 50 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả của vụ tấn công làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân không qua khỏi. Ngày 16 tháng 6, đại diện Bộ Công an thông tin vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6, cả hai nhóm đối tượng mang theo khí tài tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã tại huyện Chư Quynh. Tại xã Ea Tiêu, nhóm nghi phạm mang theo vũ trang đột nhập vào trụ sở ủy ban nhân dân xã. Những người này đốt khu vực trụ sở, phòng làm việc, nơi làm việc của dân quân tự vệ, công an xã và làm hai công an xã hy sinh. Khi rút khỏi trụ sở ủy ban, nhóm người này còn bắn chủ tịch ủy ban nhân dân xã và chặn một xe ô tô bán tải và làm hại tài xế. Tại xã Ea Tua, một nhóm khoảng vài chục người mang theo vũ trang di chuyển bằng ô tô tới đoạn đường liên xã trước trụ sở ủy ban nhân dân xã đã khống chế một tài xế xe tải yêu cầu chắn ngang đường. Nhóm này sau đó phá hủy lốp xe, ném bom xăng liên tục cabin và làm hại tài xế. Nhóm người này tiếp tục tấn công vào trụ sở ủy ban xã, đập phá, đốt, tấn công, làm hai công an xã hy sinh, hai công an bị thương. Các nghi phạm đã làm hại 3 người, gồm bí thư xã Ea Tua, 2 người dân và khống chế 3 người làm con tin.
Kết quả xác minh cho thấy thời điểm xảy ra vụ tấn công, hai lãnh đạo xã đang ở nhà, nghe điện thoại báo có vụ việc và trên đường tới trụ sở thì bị nhóm nghi phạm mưu sát. Bộ Công an đánh giá hai cán bộ này rất có trách nhiệm, đang đêm ở nhà nghe tin tới hiện trường ngay thì đã không qua khỏi bởi hành vi rất man dợ của nhóm đối tượng. Từng đột nhập doanh trại lữ đoàn đặc công nhưng không thành công. Quá trình điều tra vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã, công an còn xác định nhóm người này có ý định đột nhập vào doanh trại lữ đoàn đặc công 198 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Park, mục tiêu là cướp vũ trang. Các nghi phạm đã đột nhập vào doanh trại nhưng phát hiện có người mở cửa, bật đèn sáng, sợ lộ nên lại rút ra. Mục tiêu vào lữ đoàn đặc công là để cướp vũ trang, tuy nhiên sợ lộ nên chúng mới rút ra, theo thông tin từ đại diện Bộ Công an. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã họp trực tuyến với công an các tỉnh Tây Nguyên và lân cận để chỉ đạo giải quyết vụ việc và phân công Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vào Đắk Lắk để trực tiếp giải quyết vụ việc, huy động toàn bộ lực lượng tham gia truy bắt các nghi phạm, bảo vệ người dân. Tới nay, công an đã trực tiếp bắt được trên 50 nghi phạm tham gia vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã, giải cứu an toàn 3 người dân bị bắt giữ làm con tin. Tới đây, công an đã tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi và truy bắt tất cả các nghi phạm tham gia vào vụ việc, thu giữ toàn bộ hung khí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng truy bắt. Các cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm tới công tác dân vận, nắm dân, gần dân, sát dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết từ sớm các trường hợp xảy ra, qua đó cũng để nâng cao cảnh giác của người dân để họ tránh xa các thành phần kích động, phản động, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh. Xử phạt người bịa đặt tin Bộ Công an điều du 30 tới Đắk Lắk. Một người ở huyện Ea Leo vừa bị xử phạt vì bịa chuyện liên quan vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk trên mạng xã hội để câu like, tăng tương tác. Ngày 16 tháng 6, Công an huyện Ea Leo, Đắk Lắk quyết định xử phạt 5 triệu đối với ông NCC, 30 tuổi, ngụ xã Ea Leo về hành vi lợi dụng mạng xã hội, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận. Ông C được cơ quan chức năng xác nhận đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân, đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua, huyện Chư Quynh, Đắk Lắk với các tiêu đề. Cận cảnh Bộ Công an đã điều chiến đấu cơ Su-30 tới Đắk Lắk để xóa sổ bọn khủng bố, danh sách danh tính các đối tượng. Những dòng tin bịa đặt này đã làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Qua kiểm chứng, những hình ảnh video trên là hình ảnh của buổi diễn tập diễn ra từ tháng 4. Tại cơ quan công an, ông sẽ thừa nhận do sự thiếu hiểu biết, muốn tăng tương tác trên trang cá nhân nên lấy video máy bay quân sự và các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết các nội dung sai sự thật rồi đăng tải. Cơ quan công an đề nghị người dân cẩn trọng với các nguồn thông tin trên mạng xã hội, chỉ tiếp nhận những thông tin chính thống, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt, không chính xác, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoảng loạn, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.